Tiền làm như vậy hết, nói 1 tỷ mốt nghe đơn giản quá, gói trang trí gì đâu có 1 tỷ mốt. Mà nói thiệt với mọi người luôn á, đối với những người mà họ có điều kiện thì thật ra mình mà nói 1 tỷ, 2 tỷ thì tầm tệ là nhiều hơn những cái tỷ đó thì đối với họ nó không phải là vấn đề. Tại vì vấn đề ở đây là cho họ một cái lý do để họ chọn thôi. Nếu ví dụ như ngày hôm đó bạn làm cho họ cảm thấy là nở mặt nở mày và tự hào, bởi vì khi mà tất cả quan khách đến nó, trời ơi đám cưới đẹp quá, tôi cảm thấy tôi được vinh dự khi mà được anh chị mời đến cái đám cưới này, thì chắc chắn ông bố bà mẹ nào cũng sẽ rất là thích. Đương nhiên là số tiền này bỏ ra mọi người nói rằng là phí, biết chứ cái người mà có điều kiện bỏ ra 1 tỷ 2 tỷ cho gói trang trí, họ biết, chắc chắn họ phải là người biết, tại vì họ làm được số tiền đó thì chắc chắn họ biết đồng tiền nó kiếm khó như thế nào. Nhưng mà cuộc sống nó có những cái lời và cái lỗ nha. Thật ra đám cưới đãi luôn luôn là cái lỗ, nhưng cái lỗ lại là cái lời. Cái lời ở đây có nghĩa là nhiều khi bạn xây dựng một hình ảnh của bạn bao nhiêu năm trời, bạn kinh doanh, bạn làm tất cả mọi thứ để cho những cái ngày quan trọng nhất. Nói gì thì nói, mình là văn hóa Á Đông mà, là đám cưới là ngày vui của tất cả mọi người, của bạn bè, anh chị em, người thân trong gia đình. Mình mời mọi người đến, mọi người vui cho mình. Thế là thấy anh chị thành công quá, con cái hạnh phúc rồi, mình có điều kiện, người ta thấy giống như kiểu là cho người ta một cái mảng nhãn, người ta thấy mình đầu tư đám cưới lớn quá, mình cũng cho người ta một cái hy vọng. Nhiều khi người ta đám cưới mình, ta nói ước mơ tôi sẽ cố gắng làm cho con tôi, hoặc là em sẽ cố gắng được đám cưới như anh chị. Nói chung là mình cho người ta một cái môi trường để người ta có sự hy vọng. Vậy bạn nghĩ nó phải là một cái lời không? Tại vì mình gieo đi rất là nhiều cái nhân quả yêu thương thì người ta sẽ cảm thấy rất là thích. Cho nên cái việc mà 1 tỷ, 2 tỷ nó không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta cho được một cái giải pháp, là người ta thấy được tôi bỏ ra số tiền đó tôi hãnh diện. Thì tại sao Tim Simon Tứ mọi người hay nói là làm cho nhiều nhà giàu và thành công, không làm những gói nhỏ? Không, gói nào cũng có. Tức là bên Tứ thì làm theo nhu cầu và ngân sách của khách, thì chỉ cần khách đưa cho mình biết là mình có ngân sách khoảng như vậy nè, rồi muốn cái gu như thế nào thì Tứ làm thôi. Nhưng mà hầu hết thì may mắn một cái là tất cả khách hàng đến với Tứ thì đều là gu giống như gu Tứ, là gu nhiều hoa và muốn cho mọi người đến là thấy một cái đám cưới đầu tư chỉnh chu, thì bên Tứ làm như vậy thôi. Cho nên có nhiều bạn vô nói phí quá, chắc là dụ người ta thôi miên người ta. Bạn nghĩ dễ dụ lắm, ví dụ như dụ người ta bao tô hủ tiếu thì dễ, dụ người ta một cái vé xe thì dễ, nhưng làm sao dụ người ta được tiền tỷ, đâu có đơn giản đâu. Mà bạn hỏi, bạn nghĩ ra tiền tỷ là mình là hết tiền tỷ à? Xin thưa, trời ơi, nó tất cả các bộ phận ABCD nhiều lắm, bây giờ kể ra thì mọi người nói không lời làm gì. Thì đúng, đương nhiên là kinh doanh mà phải có lời, chắc chắn cái lời cái lỗ hai chỗ bù nhau. Có những tiệc mà gọi là đắng lắm á nha, lỗ không ai biết á nha, những ngày hoa nó lên nó đỉnh điểm. Nhưng mà thôi, ngược lại thì có những tiệc hoa nó xuống giá mà đâu có nói ra đâu, thì khoe lên cho mọi người coi thôi. Cho nên mong rằng là mọi người sẽ luôn yêu thương Simon Tứ như một đứa em trong nhà. Nhưng mà cái kênh chia sẻ những cái gói trang trí luxury mà nói với thiệt sống nhờ những gói nhỏ nha, gói nào cũng có hết, vài chục đến vài trăm, bao nhiêu cũng có hết. Mọi người chỉ cần gọi cho Tứ, giá nào tôi cũng làm hết. Tôi rất là yêu thương và quan tâm khách hàng, chỉ cần khách hàng thích Tứ và tin tưởng Tứ, giao cho Tứ ngày trọng đại của con cái của chính mình thì chắc chắn Tứ sẽ làm đẹp. Cảm ơn mọi người nha, mình là Simon Tứ, chuyên chia sẻ clip về hậu trường ngày trang trí cưới. Chúng tôi làm giờ cho con mình ăn, con mình la quá trời.